đặc biệt là cái chất liệu gỗ này, cái mùi thơm rất là đặc trưng, mùi thơm rất là thơm, quý vị để ở nhà nhé. Mùi thơm cực kỳ thơm, đang xua đuổi ruồi muỗi. Mùi thơm gỗ hoàn toàn tự nhiên. Đây, quý vị này, cái phần bên trong này, phần bên trong và phần bên ngoài này, phần gỗ y hệt nhau luôn. Cơ sở đồ gỗ Thủ Tám xin kính chào bác. Trước màn này nhỏ quý vị, đây thì chúng ta có một chiếc kệ tivi gỗ rổi chun. Chiếc kệ này kích thước là 2m4 và chiều cao là 92. Toàn bộ sử dụng 100% là chất liệu gỗ rổi quý vị nhé. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể đây. Chiếc kệ này thì bao gồm có 6 cánh và 2 ngăn kéo. Kéo phía dưới này, 4 cánh ở trên. Rất là rộng rãi quý vị, để đồ thì rất là thoải mái luôn. Và sản phẩm này chúng tôi thì là không đục chạm gì, mà 100% là để trơn để chơi vân gỗ. Đây, chúng tôi đã phun một nước lót để bảo vệ gỗ rồi, là vân nổi lên rất là đẹp. Cái phần diện tích để tivi này thì có chiều ngang là 1m3 và cao là 80. Vị để tivi rất là thoải mái, những tivi tầm 50 inch vẫn vừa. Bệ cũng là đục chân xoắn và bệ để trơn, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Chất liệu gỗ rổi thì quý vị hoàn toàn yên tâm, theo thời gian là sử dụng là không bị cong vênh như là mối ngọt. Đặc biệt là cái chất liệu gỗ này, cái mùi thơm rất là đặc trưng, mùi thơm rất là thơm, quý vị để ở nhà nhé. Mùi thơm cực kỳ thơm, đang xua đuổi ruồi muỗi. Mùi thơm gỗ hoàn toàn tự nhiên. Đây quý vị này, cái phần bên trong này, phần bên trong và phần bên ngoài này, vân gỗ y hệt nhau luôn, rất là đẹp. Người nào quan tâm những sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 510 816, website là đồ gỗ tùng 8.com. vân vèo đây, cam kết 100% là vân thật. Sản phẩm sẽ được bảo hành 5 năm và bảo trì trọn đời cho quý khách. Mọi người cần hình ảnh chi tiết thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816, và nhắn tin là Zalo thì tôi sẽ gửi thông số chi tiết như là hình ảnh chi tiết của chiếc kệ này. Ok, xin chào mọi người.